Chào các bạn nha. Hôm nay là tháng 12 rồi. Hôm nay là ngày 14 tháng 12 này. Thì mùa bơ cũng đã kết thúc rồi. Kết thúc cách đây cũng hơn tháng rồi. Và bút hôm nay cũng hết rồi. Thì bây giờ nó chỉ còn mấy trái bơ. Bơ này là bơ rít chứ các bạn. Rít mình trồng ghép đó. Nên nó cho được vài trái bói các bạn. Rít thì trái nó cũng được, mà cái này nó ra sau nên trái nó hơi nhỏ một chút. Mà rít thì ăn nó không ngon bằng bơ bút, nhưng mà nó được cái là muộn trái vụ các bạn. Nó muộn hơn bơ bút. Giờ bơ bút là hết hết rồi. Bơ thường thì hết lâu rồi. Giờ mình sẽ mổ ra cho một trái thêm cho các bạn xem. Giờ phải mổ trái to này ra các bạn. Rồi thì cơm nó có ngon mà qua cơm nó cũng không có vàng như bơ bút, nhưng mà ăn cũng tạm được các bạn. Nó không có gân nhiều như bên bên mình. Giờ thử mổ trái nhỏ thiệt nha các bạn. Wow, trái nhỏ hột nó hột lép luôn các bạn. Hột nó nhỏ lắm. Giờ mình sẽ dầm đường các bạn. Giờ mình sẽ nạo ra cái son này để mình dầm đường. Bơ này thì ăn với cơm nó cũng ngon lắm, mà ăn với đường thì ngon lắm các bạn. Hơi bị hư một chút. Tháng 12 vẫn còn bơ ăn các bạn. Và bút nó cũng hay, nó này bị hư một cái, trái nhỏ này không bị hư các bạn. Trái nhỏ này ngon, hột nó hột lép này. Bây giờ mình sẽ dầm. Rồi. Mình xin dừng clip tại đây các bạn. Chúc các bạn vui vẻ nha.